Trong buổi tập ngày hôm qua thì là lần đầu tiên ở trong đợt tập trung lần này thì đội tuyển Việt Nam đã có đủ quân số để tập luyện, không có bất kỳ ca chấn thương hay là ca cách ly y tế hay là tập riêng nào cả. Vậy thì điều đó có đem đến sự kích thích nào cho các cầu thủ cũng như cả ban huấn luyện trong cái đợt gọi là chuẩn bị cuối cùng này hay không? Trong đợt tập trung ngày hôm qua là tất cả các cầu thủ đều không có ca chấn thương nào, và cũng đó là một cái tin rất vui mừng cho cả cầu thủ và cả ban huấn luyện để có thể rà soát được lực lượng tốt nhất để cho chuẩn bị ba trận đấu sắp tới. Anh nghĩ là lý do tại sao mà là có điều thần kỳ nào là giúp cho chúng ta có buổi tập là đầu tiên mà không có bất kỳ ca chấn thương nào? Thực ra cái nghĩ đó thì em nghĩ là những cái ca chấn thương trước đó thì cũng là được các bác sĩ chăm chút và điều trị rất là kỹ lưỡng để đạt được cái bình phục tốt sớm nhất. Trong đợt tập trung lần này thì thầy Park gọi lên rất nhiều cầu thủ phải, ít nhất là đến 3 đến 4 cầu thủ để chơi ở vị trí cánh phải. Vậy thì Tài nghĩ sao về cái sự cạnh tranh ở vị trí này? Thật ra đợt này lên tập trung có rất nhiều vị trí cùng nhau hậu vệ phải, thì thông qua những buổi tập và những cái sự tính toán của huấn luyện viên Park thì em tin thầy sẽ chọn ra được những con người vào vị trí tốt nhất. Còn riêng bản thân em thì cũng như cả các cầu thủ khác đều có sự cạnh tranh thoải mái nhất và tốt nhất để được thầy Park chọn. Tài có thể thi đấu khá rất nhiều vị trí ở hàng hậu vệ. Vậy thì nếu như thầy Park mà bố trí Tài thi đấu ở vị trí trung vệ thì Tài nghĩ sao? Thực ra em được thi đấu có rất nhiều vị trí. Nếu mà em được thầy Park chọn để thi đấu vị trí trung vệ thì em nghĩ bây giờ thì theo khả năng của em hoặc là thầy nhìn nhận được thì bất dù một cầu thủ thi đấu được vị trí nào thì em đều cố gắng để đáp ứng được tất cả các vị trí đó. Nếu như mà em được lựa chọn để thi đấu vị trí trung vệ thì Tài nghĩ đâu là điểm mạnh nhất của em để có thể đáp ứng được yêu cầu vị trí đó? Thì vị trí riêng về cái vị trí trung vệ thì em nghĩ thì cũng giống như các vị trí khác thì em sẽ luôn cố gắng hết sức để đền đáp được cái vị trí mà được thầy Park tin. Với cá nhân Tài thì đây có phải là đợt tập trung gọi là quan trọng nhất sự nghiệp hay không, bởi mục tiêu sắp tới đương nhiên rồi sẽ là cơ hội để đưa Việt Nam có thể lọt lần đầu tiên lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Đối với em là lần nào được tập trung thì cũng rất là quý giá hết. Nhưng mà lần này là rất một cái sự kiện rất là quan trọng vì có thể cùng đội tuyển thành công được cái vòng loại World Cup này là một cái điều rất là mừng cho đội tuyển hiện tại. Trong những ngày cuối cùng trước khi sang UAE thì thầy Park có những điều chỉnh gì về mặt là bài tập hay là chế độ tập luyện hay không để đảm bảo cầu thủ phong độ tốt nhất trong cái thời kỳ là nước rút này? Thì trong những cái giai đoạn này em biết là do tình trạng dịch cho nên anh ở tập trung khó khăn, tập luyện rất khó khăn, nhưng mà em nghĩ cái mục đích chính của thầy hết là muốn tất cả các cầu thủ hiểu tập luyện chiến thuật và có một cái tinh thần tốt nhất, thoải mái nhất để chuẩn bị cho cái 3 trận đấu tới. Ok, cảm ơn Tài ạ.